Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì cũng đã hơn 8 giờ tối rồi. Mọi người thì đang nô nức chuẩn bị nghỉ lễ rồi phải không nào? Còn bác sĩ sắc của nhà em thì vẫn đang chăm chỉ tỉ mỉ làm đẹp cho cậu nhỏ của anh em đây ạ. Bên em thì cắt bao quy đầu bằng công nghệ thẩm mỹ siêu hồi phục, cho nên là rất là nhẹ nhàng, không hề cảm thấy đau. Bác sĩ sắc nhà em thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi, trong quá trình làm rất là nhẹ thôi, cho nên là anh em có thể ra về ngay sau khi làm luôn nha. Vì vậy cho nên là anh em nào mà đang có nhu cầu cắt bao quy đầu hay là có nhu cầu tân trang cậu nhỏ thì hãy liên hệ ngay với bên em nha. Bác sĩ Sắc sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người ạ. Thank you.